Phản bội Tổ quốc, Mỹ Châu 4.0 là gì? Tôi là MC Billy của kênh Dòng Máu Việt. Đầu tiên cần phải nhắc lại, Mỹ Châu là ai? Mỹ Châu là con gái duy nhất của thục phán An Dương Vương, là vua của nước Âu Lạc, tổ tiên của Việt Nam ta ngày nay. Năm 210 trước công nguyên, Triệu Đà là quan của nhà Tần, Trung Quốc thời xưa, mang quân sang chiếm Âu Lạc nhưng bị An Dương Vương với vũ khí là nỏ thần đánh bại. Triệu Đà biết không đánh nổi bèn dùng kế cầu hòa, Triệu Đà cầu hôn Mỹ Châu cho con trai của mình là Trọng Thủy và kết thông gia với An Dương Vương. Trọng Thủy ở rể tại Âu Lạc và đồng thời tìm hiểu các bí mật quân sự của Âu Lạc mà cụ thể là nỏ thần. Trọng Thủy dụ dỗ Mỹ Châu để xem trộm nỏ thần rồi bẻ gãy lẫy nỏ thay cái khác vào, xong giả vờ về Bắc thăm cha mẹ. Trước khi đi, Trọng Thủy bảo với Mỹ Châu rằng nếu lỡ hai nước chiến tranh, Nam Bắc cách biệt, ta với nàng làm thế nào mà tìm thấy nhau? Mỹ Châu nói, thiếp có cái áo lông ngỗng, đi đến đâu thì rút lông ngỗng rắc ở chỗ đường để làm dấu cho chàng tìm thấy. Năm 208 trước công nguyên, Triệu Đà xua quân tấn công Âu Lạc, nỏ thần đã bị hỏng, An Dương Vương thua trận và mang theo Mỹ Châu cùng cưỡi ngựa chạy về phía Nam. Tin lấy chồng là Trọng Thủy hứa sẽ tìm mình, nàng đã rút lông ngỗng trên tấm áo của mình rải dọc đường, quân giặc dựa vào dấu lông ngỗng đuổi theo. An Dương Vương chạy đến bờ biển thì cùng đường, rùa thần hiện lên bảo với ông, kẻ ngồi sau ngựa chính là giặc đấy. Ông quay lại nhìn thấy lông ngỗng dọc đường và rút gươm chém Mỹ Châu. Ok, vậy Mỹ Châu 4.0 là gì? Trong thời nay, từ Mỹ Châu bỗng nổi lên trên mạng xã hội thêm một lần nữa như là một ngôn từ dùng để chỉ trích những kẻ cuồng thần tượng, idol của mình ở quốc gia khác mà làm lơ với những hành động của họ cho dù hành động đó gây ảnh hưởng tới tổ quốc của chính mình. Đỉnh điểm của việc này chính là một bộ phim truyền hình Trung Quốc có sự xuất hiện của các diễn viên đã chia sẻ và ủng hộ đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò phi pháp này đã xâm lấn gần hết phần biển đảo chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Tiếp theo là một bộ phim gần đây nhất của Trung Quốc đã đặt điều nói dối, xuyên tạc, bôi xấu người lính Cụ Hồ và người dân Việt Nam. Những Mỹ Châu thời 4.0 này sẵn sàng gọi ông cha tổ tiên là giặc để bảo vệ thần tượng Trung Quốc. Sự việc này ngày càng nghiêm trọng khi sự cố chấp của những kẻ phản bội này, chúng manh động và sẵn sàng đối đầu trực tiếp với những ai chỉ trích chúng. Bọn Mỹ Châu này có những phát ngôn mang đậm phong cách cõng rắn cắn gà nhà, cùng với nhiều lời nói gây ảnh hưởng đến danh dự và chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam. Tiền mà các bạn ủng hộ idol Trung Quốc, tới khi chiến tranh, họ sẽ dùng tiền đó để mua súng chĩa thẳng vào đầu của bạn ấy.